Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp về biện pháp khắc phục bất cập, bảo đảm an toàn giao thông của tuyến Cam Lộ, La Sơn và các tuyến cao tốc hai làn xe khác. Để đảm bảo an toàn giao thông, tăng khả năng lưu thông của dòng xe, Cục Đường bộ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa giải dừng xe khẩn cấp với làn đường xe chạy từ vạch sơn nét liền thành vạch sơn nét đứt. Cục Đường Bộ đề nghị Bộ xem xét chấp thuận và chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh chủ đầu tư đường cao tốc Cam Lộ La Sơn triển khai thực hiện xong trước ngày 15 tháng 3.